Nói chung là màu này thì nó khá là bắt mắt. Cái màu giấy mọi người ạ, chủ yếu là bắt mắt màu giấy này. Mà ngay sau đó thì mọi người có nhớ cái hộp foil này không? Cái hộp foil mà đợt trước có một cái thời gian nó hot lên là cắt cái miếng này xong dán ô vuông kiểu thủy tinh lên ý. Đấy thì bây giờ mình dùng cái này nhá. Đây. Vì là đợt trước một hộp này cũng khá là ok nên mình mua luôn ở đây. Mọi người sẽ cắt ra nhá. Sau khi mình cắt ra xong rồi, mọi người sẽ ướm lên đây. Có thể cắt nhỏ ra hơn một chút xíu nha, cắt đều lại một chút. Kéo này mình dùng lâu rồi đấy, chứ bình thường kéo này nó khá là sốc. Đây, cắt đến tầm này nhá. Rồi, cắt hai miếng, ngay sau đó mình vo lại. Vo. Bên này nữa này. Vo thật là nhầu cái giấy ra ấy. Rồi. Để gỡ ra này. Cái này ý, cái giấy này nó làm mình khi làm mình cảm giác nhớ đến cái kẹo ngày xưa ấy. Cái ngày lâu rồi mọi người, nghe ngày xưa thì hơi ghê. Nhưng chắc bây giờ nó không còn đâu, cái kẹo như kiểu mà có cái giấy bóng như này gọi là kẹo chanh à. Kẹo gì mà Tết hay có ấy, nó xoắn ấy. Mình nhàu nó thật là nhàu nhĩ mà. À. Nhàu xong cái phần này rồi nhá. Mọi người nhìn cái màu ảo không? Kiểu màu lấp lánh xinh nhỉ. Thế là mình chọn ra nhá. Bây giờ vì cái nền hồng nhạt nhạt này, mình cũng chọn ra một cái màu hoa nhạt nhạt thôi. Đây chẳng hạn. Xinh quá, màu này xinh. Thông thường là mọi người hay dùng những cái tông nhạt nhạt hơn ấy, là tông màu đậm ấy. Thế bây giờ nhá, mọi người sẽ quét lên. Dùng cái cọ số 4 nhá. Quét lên này. Lúc này mọi người có thể dùng cái màng bọc thực phẩm ấy để mà giữ những cái hoa khô với cả là cái giấy này luôn ấy. Mình ấn nó vào để cho nó nằm hoàn toàn gọi là mịn màng ở trên cái phần gel ở phần móng như này. Chút gel xong mọi người chưa hơi đèn đâu nhá. Lúc này chúng ta có thể dùng cứng móng cũng được nhưng mà Thảo thấy là cái độ giữ ấy, cái độ giữ cái phần cố định hoa với cả giấy nó vào thì cái này gel nó cố định hơn nên mình vẫn dùng gel. Cái này đã xuống luôn rồi này. Này cho một cánh đi mọi người ạ. Nhớ nhá, Thảo nói là đây là không phải kiểu hoàn toàn là ẩn hoa khô đâu, ngay từ lúc đầu Thảo nói đấy. Vì nó có nhiều cái hơn, nó có nhiều cái trang trí hơn. Tức là khi mình làm ấy, cái này như kiểu là hoa khô vân đá đấy. Nhớ nhá, nếu như mọi người thích ẩn mà lộ hẳn cái cánh hoa lên thì mọi người có thể làm cách của mọi người. Còn cái này Thảo thích ấy, kiểu ẩn là nó phải nhìn trông nó ảo ảo. Nhìn kiểu không ra bao nhiêu lớp ở dưới này cơ, chứ không phải mọi người bảo ui đằng nào nó cũng bị che hết rồi thì ẩn lên làm gì đâu nhá. Đấy là tùy theo gu thẩm mỹ của mỗi người, cái sở thích của mỗi người riêng. Hoặc là mọi người lấy một cái ni lông mỏng ấy thì mình cố định cũng được. Rồi, sau đó mình hơ đèn nhá. Hơ đèn này. Ngay sau khi hơ đèn xong thì mình sẽ lấy một chút giấy nhún như mình ấn lên đây, nhưng mà lấy ít thôi mọi người nhá. Lấy ít và xé vụn ra. Cái này nó khá là sáng. Mà cái phần màu hồng, cái giấy cái foil màu hồng này ấy, nó cũng khá là sáng rồi ấy. Nên là thôi cho ít thôi ạ. Rồi.
Rồi mình lấy dây ABD đắp lên nhá. Lúc này mọi người hỏi là dùng cứng móng được không thì chắc chắn là được rồi. Nhưng mà cái giấy này nó không có được bằng phẳng quá nên mình sẽ dùng gel để chúng ta đắp lên. Rồi ngay sau đó mình sẽ hơ đèn nhé. Để sau khi hơ là cái lớp gel này xong nhé, mọi người sẽ lau đi, lau bề mặt đi này. Để chúng ta phao đi, đây là bước đương nhiên đúng không? Mọi người nhìn thấy cái vân lá rất là xinh. Thế nhưng mà đúng thật sự là cái ngón như thế này thì mình có thể gọi là vân đá hoa khô rồi. Tại vì nó có khá là nhiều thành phần, khá là nhiều nguyên liệu ở trong đó ấy. Khi mà mọi người học ấy, thì mọi người sẽ thấy là ví dụ như mình kết hợp, ví dụ mình để làm nguyên một cái hoa khô và giấy nhún thôi thì nó khá là trơ trọi ở trên móng. Nhưng mình kết hợp thêm cái khác thì đôi khi mình cũng có rất là nhiều thứ ẩn ở bên trên ấy. Mình khó thể gọi tên nó được đúng không mọi người? Mọi người có ai thấy hình ảnh của mình trong đấy chưa? Nhưng mà mọi thứ thì nó phải cùng tông một chút mọi người nhé. Lát nữa thì mình làm tông bên trên vì cái tông này đang tông nhạt nên mình sẽ làm tông màu trắng ở bên trên là vân đá đấy. Mình sẽ làm phần loang màu trắng nhé. Rồi sau khi làm xong mình phủi đi vào chúng ta lau đi nhé. Nói chung là không chỉ ứng dụng trong gel đâu mọi người ạ. Cái này làm bột ấy, làm clear ấy, thì chúng ta vẫn có thể trang trí như bình thường được. Đó. Rồi, theo đây mình dùng cuốn loang trắng nhá. Lắc lên cho nó đều một chút này. Rồi lắc một xíu thôi. Sau đó mình tán như sau. Cái này để nhanh ấy, mọi người tán luôn được này. Đó. Khi mình phao xong mình sẽ lau bề mặt đi nhá. Mình sơn lên một lớp bay nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm mà không cần sơn tốp lì mà vẫn làm cuốn loang lên trên nhá. Thật ra cái tốp lì nó làm cho màu cuốn loang đậm hơn và nó sẽ dễ điều khiển hơn với các bạn mà mới học về cuốn loang ấy. Còn bình thường mình làm mình cũng không nhất thiết phải cần nó đâu. Sơn một lớp bay lên nhá hoặc là một lớp cứng móng lên. Đây, mọi người sẽ hơ đèn nhá. Và sau khi hơ đèn khoảng 60 giây, ngay sau đó thì mình sẽ lau bề mặt đi này. Bề mặt nó rất là mịn rồi, mình lau đi. Lúc này mình sẽ cùng nhìn cái phần cuốn loang trắng ở trên nhá. Đây. Đúng thật sự đây là vân đá hoa khô luôn rồi mọi người ơi. Không chỉ riêng loại hoa khô nữa. Đây. Vì cái màu nền của chúng ta nó cũng hơi nhạt ấy nên nó sẽ không lộ nhiều phần vân loang của cái cuốn loang này đâu ạ. Rồi, thế bây giờ đến đây là chưa xong đâu nhá, chúng ta tán tiếp này. Thì mọi người sẽ lấy một cái cọ số 2 hoặc số 3, lấy dây acetone. Mọi lần cứ hay bỏ ra cốc nhá, này để trên cái này luôn rồi mình lấy mình dặm luôn nhá cho nó dễ. Đằng nào cũng vậy. Lấy càng ít thì chúng ta tán càng ít, loang càng ít. Đó.
chưa? Mọi người muốn hở cái hoa ra hơn thì chúng ta lau thêm nhé, lộ cái gân hoa nó sẽ xinh hơn này đó. Nhưng mà không phải chúng ta hở cả bông ra nhé, thêm một chút ở bên trên này cũng được nếu chúng ta muốn che cái phần bóng này đi. Nhưng mà cái phần bóng này sáng đúng không mọi người? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị gel vẽ và chúng ta sẽ vẽ cái đường vân mảnh lên đây nhé. Rồi mình sẽ tán lên nhé. Mình vẽ theo kiểu bố cục chữ H nha. Đi đường thì nó hơi run một chút. Rồi, ngay sau đó mình sẽ bỏ vào hơ đèn nhé. Ngay sau khi hơ đèn xong, mọi người sơn tốp nhé. Chúng ta có thể tán thêm là gel nổi tráng gương hoặc là các họa tiết như là gel nhện cũng được. Thế nhưng mà ở đây là nó theo phong cách nó nhẹ nhàng một chút nên chúng ta có thể dừng lại ở đây cũng được rồi. Mọi người sẽ hơ đèn 2 lần 99 giây để cho nó bóng nhé. Đó. Rồi cùng thử lên tay xem sao nhé. Và đây là sản phẩm sau khi mình hơ đèn xong, chúng ta cùng thử ướm lên tay xem sao nhé. Nói chung là màu này thì nó khá là bắt mắt. Cái màu giấy mọi người ạ, chủ yếu là bắt mắt màu giấy này. Đấy, ví dụ lên tay nó sẽ như thế này. Khổ quá, cái móng ở dưới nó to hơn mọi người ạ. Đây. Đây. Mình cùng nhìn kỹ nhé. Đây nó có các đường ở bên dưới này, các lớp ở bên dưới này. Đấy là thời lượng video, thẳng muốn là mọi người hiểu một cách nhanh hơn thôi. Còn nếu chúng ta có thể thêm bọt biển hay các lớp khác ở bên dưới thì cũng vẫn được nhé.